Thưa quý vị và các bạn, cuộc binh biến ở Nga đã nhanh chóng bị dập tắt. Tổng thống Nga Putin thậm chí còn thừa nhận nước Nga đã tránh được cuộc nội chiến. Sau khi đồng ý với lời hòa giải của Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko, thủ lĩnh tập đoàn quân sự tư nhân Wagner Yevgeny Prigozhin đã sang Belarus và đế chế Wagner cũng dần biến mất theo chân thủ lĩnh Prigozhin. Vì sao một đầu bếp trở thành ông trùm, sau đó lại quay trở lại tạo ra binh biến, chống lại người mình từng thân cận và phụng sự? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tổng hợp quốc tế của chúng tôi để có cái nhìn tổng quan hơn về tập đoàn quân sự này của Nga. Cuối tuần trước, thủ lĩnh công ty quân sự tư nhân Wagner Prigozhin đưa lực lượng của mình từ Ukraine quay về Nga để thực hiện một cuộc binh biến nhằm chống lại lãnh đạo Bộ Quốc phòng Nga. Người dẫn chương trình truyền hình Nga Dmitry Kiselev nói trong chương trình phát sóng ngày 2 tháng 7 rằng Prigozhin đi chệch hướng vì số tiền lớn. Ông ta nghĩ ông ta có thể thách thức Bộ Quốc phòng, nhà nước và cá nhân Tổng thống. Ông Kiselev nói rằng các hoạt động của Wagner ở Syria và châu Âu khiến Prigozhin nghĩ rằng ông ta được quyền miễn trừ, cộng thêm những thành công trên chiến trường ở miền đông Ukraine. Ông Kiselev nói rằng Wagner đã nhận được hơn 858 tỷ rúp, khoảng 9,7 tỷ đô la Mỹ từ công quỹ. Trong phát biểu tuần trước, Tổng thống Vladimir Putin lần đầu tiên cho biết chính phủ Nga cấp tiền đầy đủ cho lực lượng bán quân sự này. Ông Putin cũng cho biết thêm, từ tháng 5 năm 2022 đến tháng 5 năm 2023, Wagner nhận được hơn 86 tỷ rúp từ nhà nước. Giới phân tích chính trị phương Tây cho rằng cuộc nổi loạn của Prigozhin là dấu hiệu thể hiện quyền lực của Tổng thống Putin đang suy giảm. Ngược lại, các quan chức và tuyên truyền viên Nga khẳng định người dân nước này đang đoàn kết với Tổng thống. Ngày 2 tháng 7, Chủ tịch Hạ viện Nga Vyacheslav Volodin viết trên Telegram rằng sau tình huống rất khó khăn này, Tổng thống Putin càng mạnh hơn nữa. Thưa quý vị, quá trình phát triển của thủ lĩnh quân sự Prigozhin rất đặc biệt. Xuất thân từ một gia đình không quá giàu có, lại từng vào tù ra tội. Prigozhin chuyển hướng sang kinh doanh ẩm thực nhà hàng và được ông Putin để mắt tới. Nhiều mối quan hệ đặc biệt với giới tinh hoa Nga đã mang lại cho Prigozhin những hợp đồng lớn như cung cấp suất ăn cho các trường học, bệnh viện và cả quân đội Nga. Năm 2014, tập đoàn Wagner ra đời, mở đầu cho sự chuyển biến của một ông chủ nhà hàng thân cận với Tổng thống Putin sang thủ lĩnh công ty quân sự tư nhân có tầm ảnh hưởng lớn ở Nga. Song liệu tập đoàn này có đơn thuần là một công ty quân sự tư nhân hay không? Trước khi thực hiện cuộc nổi loạn, Prigozhin đã xây dựng một trong những tập đoàn có cấu trúc phức tạp nhất thế giới. Wagner có hàng trăm công ty ở Nga và các khu vực khác, tuyển mộ hàng nghìn nhân viên, cựu quân nhân, thợ mỏ hay thậm chí là những kẻ lừa đảo trên mạng xã hội. Đế chế kinh doanh của Prigozhin chủ yếu được biết đến với những hoạt động của lính đánh thuê, song cũng bao gồm nhiều công ty về tài chính, xây dựng, cung ứng và hậu cần, khai thác mỏ và tài nguyên thiên nhiên. Trước hết, với vị thế là một công ty quân sự tư nhân của Nga, Wagner có vai trò quan trọng trong các bước tiến công của Nga ở Bakhmut. Tổ chức quân sự tư nhân Wagner trong giai đoạn đỉnh điểm vào cuối năm 2022 có lúc thuê hơn 50.000 tay súng tham gia chiến dịch của Nga tại Ukraine, tập trung vào mũi đánh tại Bakhmut thuộc vùng Donbass. Lực lượng này sở hữu nhiều loại pháo, phương tiện quân vận, thiết giáp, trực thăng chiến đấu và xe tăng. Tổng thống Nga Vladimir Putin trong phát biểu hôm 27 tháng 6 cho biết từ tháng 5 năm 2022, chính phủ đã chi ngân sách hơn 1 tỷ đô la Mỹ để trả thù lao và tiền thưởng khích lệ cho Wagner. Ông cũng tiết lộ công ty Concord do trùm Wagner Yevgeny Prigozhin sở hữu còn nhận 80 tỷ rúp, tương đương với khoảng 940 triệu đô la Mỹ từ nhà nước mỗi năm để cung cấp thực phẩm cho quân đội Nga. Thứ hai, Wagner là một công ty khai thác vàng và đá quý. Wagner trong vài năm qua đã mở rộng đáng kể hoạt động ở châu Phi, đặc biệt tại những nước là điểm nóng xung đột hoặc có tình hình an ninh phức tạp như Sudan, Cộng hòa Trung Phi và Libya. Năm 2022, Mỹ nói rằng Wagner khai thác tài nguyên ở Cộng hòa Trung Phi, Mali, Sudan và một số nước châu Phi. Trong phiên điều trần Quốc hội Mỹ vào đầu năm nay, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ chuyên trách chính trị Victoria Nuland nhận định hoạt động khai thác vàng của Wagner ở Cộng hòa Trung Phi và Mali rót ngân sách trực tiếp cho tổ chức này tác chiến ở Ukraine. Wagner bắt đầu kiểm soát một mỏ vàng ở Cộng hòa Trung Phi từ năm 2020. Cũng trong năm này, Bộ Quản lý Mỏ khoáng sản Cộng hòa Trung Phi hủy hợp đồng với công ty Canada Endasima và trao quyền khai thác 25 năm cho Midas Resources, công ty đăng ký ở Madagascar và được cho là của Prigozhin.
Chính phủ Mỹ năm 2020 áp lệnh trừng phạt đối với công ty khai thác vàng Mural Invest ở Sudan sau khi đánh giá công ty này thực chất là do Prigozhin đứng sau. Năm 2021, Mural Invest công bố doanh thu 2,6 triệu đô la Mỹ. Thứ ba, Wagner khai thác rừng để làm giàu. Chương trình All Eyes on Wagner, sáng kiến điều tra nguồn mở về Wagner do tổ chức Open Factor ở Pháp khởi xướng và đặt máy chủ tại Mỹ, năm 2022 phát hiện Wagner được cấp quyền khai thác gỗ 30 năm ở bốn địa Congo, một trong những vùng rừng nhiệt đới hoang sơ lớn nhất thế giới. Cộng hòa Trung Phi vào tháng 2 năm 2021 đã trao quyền chăm sóc rừng gần thành phố Boulder cho công ty Boarush có trụ sở ở Saint Petersburg và có liên hệ gián tiếp đến Prigozhin. Cũng trong thời gian này, quân chính phủ Cộng hòa Trung Phi hợp tác với lính đánh thuê Wagner mở chiến dịch dẹp phiến quân ở khu vực. Tổ chức của Prigozhin từ đó âm thầm kiểm soát toàn bộ hoạt động khai thác rừng ở Boulder. Các điều tra viên nhận định nếu bồn địa Congo được khai thác khoảng 30% diện tích, Wagner có khả năng thu về khoảng 890 triệu đô la Mỹ theo giá thị trường. Các điều tra viên đánh giá, dù cho số liệu được điều chỉnh lại và chi phí đầu vào cao hơn ước tính, ngành xuất khẩu gỗ vẫn mang lại lợi nhuận khủng cho Wagner. Thứ tư, Wagner đặt chân vào lĩnh vực khai thác dầu mỏ. Năm 2018, chính phủ Mỹ từng đưa công ty Europolis có trụ sở tại Nga vào danh sách trừng phạt với cáo buộc công ty này là bình phong của ông trùm Prigozhin. Europolis thắng thầu khai thác dầu mỏ và khí đốt ở Syria, song tình báo Mỹ cho rằng hợp đồng thực chất là cách chính phủ Tổng thống Bashar al-Assad trả công cho Wagner hỗ trợ tái kiểm soát nhiều mỏ dầu từ tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo tự xưng IS những năm trước. Hồ sơ kế toán của công ty Europolis cho thấy, năm 2017, công ty này đạt doanh thu khoảng 162 triệu đô la Mỹ từ nhà máy khí đốt Anse cùng 3 cơ sở khai thác dầu khí khác ở tỉnh Homs. Năm 2020, công ty này đạt doanh thu 134 triệu đô la Mỹ, trong đó lợi nhuận sau thuế là 90 triệu đô la Mỹ. Mercury, công ty dầu tại Syria và nằm trong danh sách trừng phạt của Liên minh châu Âu vào năm 2021 vì nghi có liên hệ với Wagner, trong giai đoạn 2018 đến 2020 khai báo doanh thu 67 triệu đô la Mỹ. Tại Libya, 2.000 thành viên Wagner đã hỗ trợ an ninh cho tướng Khalifa Haftar, người kiểm soát phần lớn miền đông nước này. Vào tháng 7 năm 2020, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Libya thông báo rằng Wagner kiểm soát hoạt động sản xuất tại Sahara, mỏ dầu lớn nhất của đất nước với công suất 300.000 thùng một ngày. Tập đoàn sau đó cho biết Wagner cũng triển khai tại các cơ sở khác, bao gồm tổ hợp hóa dầu Raslanov, mỏ dầu Zila, cảng S-Sider và cảng Zuitina. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 26 tháng 6 trả lời hãng tin RT rằng lực lượng Wagner có thể sẽ duy trì hoạt động với những khách hàng ở Mali và Cộng hòa Trung Phi với vai trò chuyên viên huấn luyện quân sự. Ông lưu ý quan hệ hợp tác quốc phòng giữa các nước châu Phi với Nga tồn tại tách biệt với hợp đồng giữa họ và Wagner. Ngoại trưởng Nga tái khẳng định cuộc nổi loạn của Wagner cuối tuần qua sẽ không ảnh hưởng đến quan hệ chiến lược giữa Nga và các nước đang thuê Wagner. Cuộc binh biến chóng vánh như một dấu chấm hết cho Wagner tại Nga. Cách đây không lâu thì bảng hiệu Wagner bị gỡ bỏ tại trụ sở công ty ở Saint Petersburg. Tập đoàn cũng xác nhận trên kênh Telegram rằng họ đang chuyển đi, nói rằng Wagner sẽ tiếp tục làm việc vì lợi ích của đất nước, nhưng với cách thức và trang web khác. Một nhân viên Wagner giấu tên cho biết Prigozhin đã chuyển một số cổ phần cho nhân viên trong những tuần trước cuộc nổi loạn, khiến chính phủ Nga có thể gặp nhiều khó khăn để truy vết và kiểm soát hoạt động của tập đoàn. Hồi tháng 5, ông Prigozhin chuyển giao vị trí đứng đầu hội đồng giám sát của tập đoàn truyền thông Patriot cho Abbas Chuma, một nhân viên công ty nhưng không nêu rõ lý do. Tại Cộng hòa Trung Phi, Mali và Syria, giám đốc điều hành an ninh và khai thác mỏ trong các công ty liên kết với Wagner dường như đang nằm im, theo nhóm nghiên cứu OI John Wagner. Retail, công ty được sử dụng để mua đất và xây dựng trụ sở của Wagner ở Saint Petersburg, đã thay đổi địa chỉ và số đăng ký hồi tháng 5, dù Prigozhin vẫn là giám đốc duy nhất. Ngay sau khi cuộc nổi loạn bắt đầu, nhân viên thực thi pháp luật Nga đã xông vào trụ sở của Patriot Media và chuyển máy tính cùng máy chủ dữ liệu khỏi trụ sở này. Nhân viên hiện chưa quay lại làm việc, nhưng đang thảo luận về cơ quan chính phủ nào sẽ tiếp quản họ. Thưa quý vị, theo lời hòa giải của Tổng thống Lukashenko, thủ lĩnh Prigozhin sẽ tới Belarus và sống lưu vong tại đây. Hãng tin CNN cho biết hiện vẫn chưa rõ là ông chủ tập đoàn quân sự tư nhân Wagner đang ở đâu. Lần cuối cùng truyền thông nhìn thấy ông Prigozhin là khi ông này rời khỏi thành phố Rostov-on-Don, miền nam nước Nga vào đêm 24 tháng 6.
Rò rỉ hình ảnh căn cứ nghi của Wagner ở Beirut sau vụ nổi loạn. Một số hình ảnh rò rỉ được cho là các trại đồn trú của lực lượng quân sự tư nhân Wagner tại Beirut sau vụ nổi loạn ở Nga vào cuối tháng 6. Theo Sirena, một hãng tin độc lập của Nga chuyên đưa tin về cuộc xung đột tại Ukraine, những bức ảnh được cho là căn cứ của lực lượng Wagner gần thị trấn Asipovichi thuộc vùng Molyev của Belarus. Hãng tin cho biết những bức ảnh do người dân địa phương chụp lại. Những bức ảnh được công bố cho thấy những chiếc lều được dựng sát nhau, bên trong có giường và sàn gỗ. Mỗi lều được thiết kế để chứa tối đa 60 người và có thể được dựng trong chưa đầy 30 phút. Vài ngày trước, chúng tôi đã đếm được khoảng 298 lều dựa trên hình ảnh vệ tinh chụp căn cứ ở gần làng Gen, gần Asipovichi. Mỗi lều có thể chứa tối đa 30 người. Chúng tôi ước tính căn cứ có sức chứa khoảng 8.000 người. Beirut Kihajun, một nhóm giám sát quân sự Beirut cho biết. Trước đó, New York Times cũng đăng tải các hình ảnh vệ tinh cho thấy quá trình xây dựng cấp tốc những công trình có vẻ là tạm thời tại một căn cứ quân sự bỏ hoang tại thị trấn Asipovichi. Hoạt động xây dựng lần đầu tiên được nhìn thấy trong các hình ảnh vệ tinh được Planet Labs, một công ty tư nhân có mạng lưới vệ tinh dày đặc, chụp được vào hôm 26 tháng 6, chỉ 2 ngày sau khi lực lượng Wagner bắt đầu dừng cuộc hành quân tiến tới thủ đô Moscow trong vụ nổi loạn. Đến ngày 27 tháng 6, các hình ảnh cho thấy một sân thể thao có diện tích khoảng 32.000 m2 trong cơ sở quân sự có hàng rào đã được chuyển đổi. Hình ảnh vệ tinh cũng cho thấy công trình xây dựng tương tự tại các khu vực trống bên cạnh sân thể thao. Kích thước, màu sắc và cách bố trí của các cấu trúc tương tự các khu lều trại quân sự khác đã được xây dựng tại Nga và Belarus từ đầu năm 2022. Căn cứ này cách thủ đô Minsk của Belarus khoảng 130 km và cách thị trấn Asipovichi khoảng 20 km về phía Tây Bắc, nơi có nhiều cơ sở quân sự, bao gồm một khu huấn luyện và kho đạn. Căn cứ này trước đây do Lữ đoàn Tiên lửa 465 của Belarus được thành lập vào năm 1988, sử dụng và sau đó được chuyển tới gần Asipovichi vào năm 2018. Đơn vị này là lữ đoàn duy nhất của Belarus có tên lửa Iskander, có khả năng mang cả đầu đạn hạt nhân và thông thường của Nga. Theo ông William Alperky, một chuyên gia khí tài hạt nhân cho quốc phòng và cố vấn an ninh của Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế IISS, hãng tin độc lập Vesca của Nga hôm 26 tháng 6 cũng đưa tin thị trấn Asipovichi tại Belarus là nơi đồn trú của các chiến binh Wagner. Theo nguồn tin của Vesca, một doanh trại cho 8.000 lính đang được xây dựng cấp tốc gần Asipovichi của Belarus, cách biên giới Ukraine khoảng 200 km. Căn cứ này cũng khớp với các chi tiết do Tổng thống Alexander Lukashenko của Belarus đưa ra trong một tuyên bố hôm 27 tháng 6. Trong đó ông mô tả nơi có thể đóng quân của nhóm Wagner. Chúng tôi đã cung cấp cho họ một trong những căn cứ cũ không dùng tới, có một hàng rào, mọi thứ ở đó. Hãy tiếp tục tới đó và dựng lều, Tổng thống Lukashenko nói. Ông nhấn mạnh thêm, chúng tôi sẽ giúp họ bằng tất cả những gì có thể. Lãnh đạo nhóm Wagner Chevy Prigozhin hôm 24 tháng 6 đã đồng ý tới Beirut sau khi dẫn đầu cuộc nổi loạn tại miền nam nước Nga. Tổng thống Beirut đã đóng vai trò quan trọng trong quá trình hòa giải nhằm chấm dứt cuộc nổi loạn của Wagner.